Cô mến chào tất cả các con. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các con học môn tiếng Việt lớp 1 trong quyển sách Tiếng Việt tập 1, bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Tiết học này các con sẽ được học bài 5 trong chủ đề Ước Mơ. Đó là bài ôn tập. Nào, các con hãy lấy sách giáo khoa và mở ra trang 168 để cùng học với cô nhé. Ở phần đầu tiên, chúng ta sẽ ôm lại tất cả các vần đã học trong chủ đề 16. Các con hãy đánh vần theo cô nhé. I, E, C, X, X. U, O, C, U, U. I, E, T, X, X. I E N yên yên. U O N un un. I E T ít ít. U E C ước ước. I E N yên yên. U O T út út. Ư ơ n ươn ươn. Ư ơ tờ ướt ướt. Tiếp theo, các con hãy suy nghĩ và tìm cho cô những từ có tiếng chứa vần ôn mà hôm nay chúng ta đã được học đi nào. Bắt đầu tìm thôi. Cô tìm được những từ như sau. Vần ít, cô tìm được từ múa xiếc. Từ công việc. Từ dự tiệc. Ở đây, cô dùng dấu ba chấm có ý nghĩa là còn rất nhiều những ví dụ khác. Chúng ta chưa liệt kê hết. Vần uốt, cô tìm được từ vỉ thuốc. Từ cuốc đất. Từ rau luộc. Vần yết, cô tìm được từ yết hầu. Từ niêm yết. Vần ước, cô tìm được từ nhu nhược. Cước phí. Dược sĩ. Vần yết, cô tìm được từ chiếc cành. Tinh khiết. Nhiệt độ. Vần yên, cô tìm được từ chiên cá. Viên bi. Tiền tệ. Vần ươn, cô tìm được từ bay lượn. Vươn lên. Con vượn. Vần út, cô tìm được từ con chuột. Sáng suốt. Vuốt tóc. Vần ướt, cô tìm được từ thướt tha. Vượt qua. Lướt ván. Vần yên, cô tìm được từ tổ yến. Bình yên. Yên xe. Vần un, cô tìm được từ chuồn chuồn. Khuôn bánh. Bánh cuốn. Bây giờ, các con hãy tiếp tục suy nghĩ và tìm cho cô một số câu có tiếng chứa vần ôn mà hôm nay chúng ta đã vừa được học.
Các con cùng theo dõi. Cô tìm được một số câu có tiếng chứa vần ôn tập như sau. Những chú chim đang bay lượn trên bầu trời. Trong câu có tiếng lượn. Trong tiếng lượn có chứa vần ươn mà hôm nay chúng ta đã được ôn. Tiếp theo, cô có câu nghỉ hè, em được bố mẹ dẫn đi biển chơi. Trong câu có tiếng biển. Trong tiếng biển có chứa vần yên. Cuối cùng, cô có câu các bác nông dân đang cuốc đất. Trong câu tiếng cuốc có chứa vần uốc mà hôm nay chúng ta đã được ôn. Thế là cô đã ôn lại cho các con những vần mà các con đã được học ở những tiết học trước đó. Nãy giờ học các con đã mệt rồi phải không nào? Chúng ta cùng giải lao bằng một bài hát nhé. Bé có những ước ao, có khi nào bé mơ làm cô giáo, mơ được là bác sĩ hay được lái phi cơ bay khắp những miền trời xa. Có bao giờ bé có những ước mơ, có bao giờ bé mơ làm nhà thơ, mơ được là họa sĩ vẽ áng mây xanh bay trên đồng cỏ quê. Việc học thôi nào. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần luyện đọc. Cô sẽ hướng dẫn cho các con đọc bài thơ có tựa đề là Ước mơ của con. Tác giả là Lê Châu. Các con cùng nghe cô luyện đọc từng dòng thơ nhé. Ước mơ của con. Mẹ ơi, con mơ ước được làm chú phi công trên ngàn mây xanh biếc, lượn cùng trời mênh mông. Mẹ ơi, con mơ ước làm cô giáo dịu hiền, luôn bên trò vượt khó để xây xứ thần tiên. Vuốt tóc con mẹ bảo, chỉ cần biết ước mong, biết cần cù cố gắng, rồi con sẽ thành công. Lê Châu. Cô vừa luyện đọc từng dòng thơ cho các con nghe. Bây giờ các con hãy tự nhẩm đọc lại từng dòng thơ một lần nữa nhé. Tiếp theo, các con hãy tìm những tiếng nào trong bài có chứa vần ôn mà hôm nay chúng ta đã được học. Cô đã tìm được các từ, các tiếng như sau. Mơ ước được phi công xanh biếc lượn mênh mông dịu hiền luôn vượt khó thần tiên vuốt tóc ước mong biết cố gắng thành công. Vậy đây là những từ có các tiếng
chữ vần ôn mà hôm nay chúng ta đã vừa được học. Bây giờ các con hãy tự nhẩm đọc lại cho cô những từ này 3 lần nhé. Bài thơ Ước mơ của con có tất cả là 12 dòng thơ. Cô sẽ đánh số thứ tự vào từng dòng thơ để cho các con thấy rõ hơn. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng luyện đọc khổ thơ. Bài thơ này gồm có 3 khổ thơ. Khổ 1 là 4 dòng thơ đầu. Khổ 2 là 4 dòng thơ giữa. Khổ 3 là 4 dòng thơ cuối. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc khổ 1 nhé. Ước mơ của con. Mẹ ơi, con mơ ước được làm chú phi công trên ngàn mây xanh biếc, lượn cùng trời mênh mông. Tiếp theo, chúng ta sẽ luyện đọc khổ 2. Mẹ ơi, con mơ ước làm cô giáo dịu hiền, luôn bên trò vượt khó để xây xứ thần tiên. Cuối cùng, chúng ta sẽ luyện đọc khổ thơ thứ 3. Vuốt tóc con mẹ bảo, chỉ cần biết ước mong, biết cần cù cố gắng, rồi con sẽ thành công. Cô vừa hướng dẫn cho các con cách luyện đọc bài thơ Ước mơ của con. Nào, bây giờ các con hãy cùng luyện đọc lại cả bài thơ một lần nữa cho cô đi. Bạn nào còn đọc yếu thì con có thể đánh vần trước rồi đọc trơn lại. Cùng đọc thôi nào. Các con đã đọc xong chưa? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung của bài thơ. Các con cho cô biết, bạn nhỏ ước mơ lớn lên sẽ làm gì? À, bạn nhỏ ước mơ lớn lên sẽ làm chú phi công, làm cô giáo. Câu hỏi tiếp theo, mẹ bạn nhỏ đã khuyên con điều gì? À đúng rồi, mẹ bạn nhỏ đã khuyên con biết ước mong, biết cần cù cố gắng thì sẽ thành công. Bây giờ, cô và các con sẽ cùng nhau chuyển sang phần tập viết. Bài học hôm nay, các con sẽ luyện viết những từ ngữ ứng dụng sau. Cần biết ước mơ. Nhìn, viết 2 dòng thơ cuối trong bài thơ Ước mơ của con. Biết cần cù cố gắng, rồi con sẽ thành công. Ở đây, đầu câu người ta viết bằng chữ bờ in hoa. Nhưng các con chưa được học chữ hoa thì cũng có thể viết bằng chữ bờ in thường. Bây giờ, các con hãy lấy cho cô quyển vở tập viết 1 tập 1. Lật ra trang 45, 46, chủ đề 16. Bài số 5, lưu ý khi viết, các con phải viết bằng kiểu chữ viết thường. Đúng kiểu, điều nét, giãn đúng khoảng cách giữa mỗi con chữ và đặt dấu thanh đúng vị trí. Bây giờ, cô mời các con cùng nhìn bài viết mẫu rồi viết vào trong vở tập viết của mình nhé. Bắt đầu thôi! Các con đã viết bài xong chưa? À, cô thấy nhiều bạn đã viết xong rồi. Cô có lời khen cho những bạn nào viết bài vừa nhanh, vừa đẹp. Phần tập viết này cũng đã khép lại tiết học của chúng ta ngày hôm nay.
cô chúc cho các con luôn chăm ngoan, học giỏi, vâng lời ông bà, cha mẹ và thầy cô nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các con trong tiết học sau.